ở châu Phi không phải sư tử, linh cẩu hay báo. Chó hoang mới là loài động vật xứng đáng với danh xưng thợ săn vùng đồng cỏ. Theo số liệu thống kê từ các nhà khoa học, hầu như trong các cuộc đi săn, chó hoang đều có thịt đem về, bởi vì có tỷ lệ thành công cao đến mức không tưởng, hơn 80%. Nên nhớ, tỷ lệ săn mồi thành công của chú sơn lâm, tức loài sư tử, chỉ nằm trong khoảng từ 20 đến 30%. Sự thành công của chó hoang đơn giản chỉ gói gọn trong hai chữ chó đàn. Chó hoang là loài sống bầy đàn có tổ chức rất cao. Chúng thường đi săn theo nhóm khoảng từ 6 đến 20 con. Với kỹ năng, sức bền bỉ và khả năng bứt tốc nhanh đến bất ngờ đến từ từng cá thể trong nhóm, khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành một tập thể săn mồi cực kỳ đáng sợ. Sở trường của chó hoang thường là tấn công theo kiểu du kích, tức là tấn công những cá thể có sức chống chọi kém như con non hoặc con già yếu. Rất hiếm khi xảy ra trường hợp một đàn chó hoang tấn công trực diện một đàn các con mồi có số lượng lớn, bởi đây là một việc vô cùng rủi ro, cũng như tốn nhiều sức lực mà chưa chắc đã đem lại kết quả tốt. Trong thiên nhiên hoang dã, chó hoang châu Phi được biết đến là một bậc thầy của nghệ thuật phối hợp săn mồi trên các vùng đồng cỏ. Nhờ vào số lượng đông đảo, cộng thêm khả năng phối hợp cực tốt giữa các thành viên trong bầy, và nhất là sức khỏe bền bỉ, chúng có tỷ lệ săn mồi thành công lên tới 75%. Tuy nhiên, con mồi chủ yếu của chó hoang là linh dương nhỏ, ngựa vằn, lợn rừng hoặc thỏ, bởi ngoại hình không lớn của chúng là một hạn chế trong việc săn các loài thú lớn. Thế nhưng, Mark Nicholson đã may mắn ghi lại được khoảnh khắc loài động vật này săn trâu rừng nặng tới 800 kg, gấp khoảng 40 lần trọng lượng chó hoang. Qua đoạn video này, có thể thấy bầy chó hoang đã phối hợp rất tốt để tách một con trâu ra khỏi bầy. Sau đó, chúng lợi dụng số lượng đông đảo để cắn xé, khiến con mồi kiệt sức và gục ngã xuống đất. Trâu rừng châu Phi là loài động vật ăn cỏ rất cường tráng. Khi có một cá thể trưởng thành, có thể cao tới 1,5m, nặng tới 900 kg. Tuy nhiên, những con số này không nói lên nhiều điều khi chúng phải đối đầu với kẻ đi săn, với số đông và chiến thuật bài bản như chó hoang. Trong một video đầy kịch tính ghi lại cảnh chạm trán giữa hai loại vật này, có thể thấy con trâu rừng mặc dù đã trưởng thành và khỏe mạnh, nhưng cũng không thể tạo ra nhiều bất ngờ trước những kẻ đi săn tinh quái. Với kích thước hạn chế của mình, chó hoang ít khi dám tấn công trâu rừng hay các loài ăn cỏ cỡ lớn. Mục tiêu ưa thích của chúng thường chỉ là các loài linh dương nhỏ bé hay các con vật bị thương từ cuộc đi săn trước đó. Tuy nhiên, ở trường hợp cá biệt này, chó hoang với khoảng 15 thành viên đã liều lĩnh lao vào tấn công một bầy trâu rừng với hàng trăm con trâu trưởng thành. Chiến thuật của chúng thành công một cách bất ngờ khi đã tách được một con trâu cái rớt lại phía sau. Chứng kiến con trâu tội nghiệp bị vây bắt, một vài người bạn của nó đã quay lại với ý định giúp đỡ. Thế nhưng, những con chó lập tức tách thành hai nhóm. Trong khi một nhóm tiếp tục bám lấy con mồi, thì những con còn lại lao tới để ngăn cản mọi sự giúp đỡ.
đối đầu với kẻ địch nhỏ con nhưng đầy mưu mẹo và tinh quái, con trâu rừng mạnh mẽ sớm bị hạ gục và nằm phơi xác giữa cánh đồng hoang. Mark Nicholson, hướng dẫn viên du lịch 37 tuổi tại vườn quốc gia Zambezi, Zimbabwe, cũng là người ghi lại đoạn video cho rằng anh chưa từng chứng kiến một cuộc đi săn nào chuyên nghiệp và kịch tính như vậy trong suốt 16 năm tác nghiệp. Đây chắc chắn là cảnh tượng đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng thấy và có lẽ cũng không dễ để bắt gặp những trường hợp như thế này, Nicholson thú nhận. Theo lời kể của Nicholson, có nhiều bầy chó hoang từng thử tấn công trâu rừng bằng cách cô lập những con cái yếu ớt khỏi đàn. Thế nhưng chúng chưa từng thành công. Dẫu vậy, có thể thấy rằng chiến thuật săn mồi của chúng đã tạo ra sự khác biệt đáng kể, đặc biệt là khi so sánh về sự chênh lệch kích thước giữa hai loài động vật. Chó hoang châu Phi, hay còn gọi là sói linh hay sói vằn, tên khoa học Lycaonopithecus, là loài động vật có vú trong họ chó, chủ yếu phân bố ở châu Phi. Chúng là loài động vật có tính xã hội cao, sống trong các bầy có phân cấp thống trị riêng biệt cho con đực và con cái. Các tài liệu ghi nhận chó hoang châu Phi là bậc thầy của nghệ thuật phối hợp săn mồi trên thảo nguyên, với tỷ lệ săn mồi thành công lên đến 3/4 trong mỗi chuyến đi săn. Từng cá thể có ý thức kỷ luật và đoàn kết tốt. Chúng còn là một trong những loài thú có cú cắn mạnh nhất trong các loài động vật có vú trong bộ ăn thịt, khi có thể dễ dàng xé toạc phần thịt mềm của các loài động vật ăn cỏ như linh dương, thậm chí là trâu rừng. Mặc dù có khả năng thích nghi cao và săn mồi hiệu quả, song chó hoang châu Phi vẫn được liệt vào hạng bị đe dọa cấp độ 2, IUCN 3.1. Theo các tổ chức bảo tồn động vật, từng có khoảng 500.000 con chó hoang châu Phi sống rải rác ở 39 quốc gia, với bầy có thể lên tới 100 con hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên hiện nay, chỉ có khoảng từ 3.000 đến 5.000 cá thể phân bố tại 14 quốc gia, chủ yếu ở miền Đông và miền Nam châu Phi. Sự suy giảm của quần thể này đang diễn ra do sự phân mảnh môi trường sống, sự đàn áp của con người và dịch bệnh.